Buổi chiều nay thì trước buổi lễ chương trình thì được giới thiệu với tất cả quý vị là có sự góp mặt đặc biệt của một nữ danh ca lừng danh của Việt Nam. 7 năm qua thì chị không nhận lời, mặc dù rất là nhiều lời mời để chị đi hát, nhưng hôm nay là vô cùng đủ duyên khi tại chùa Bảo Ân của chúng ta Lục đã được chị hoan hỷ trợ duyên. Trong giờ phút này chị và người con trai cũng đã có mặt tại chùa Bảo Ân. Hồi chiều giới thiệu tên với chị thì tất cả quý vị vỗ tay rất rưng rưng, và chắc chắn rằng hôm nay đã trọng điểm ở đây để cùng được lắng nghe tiếng hát mà có lẽ hơn 40 năm thanh xuân của chúng ta cũng đã gắn bó với chị. Và trong giờ phút này chị sẽ xuất hiện với chúng ta qua ca khúc của nhạc sĩ Tâm Đức, ca khúc được mang tên Điều Tâm. Ông trọng vỗ tay nông nhiên chào đón nữ danh ca Bảo Yến. Thank you.
Bài hát thứ hai, Bảo Yến sẽ cùng Khải ca song ca bài Ngày Vui Đã Qua, lời và nhạc của nhạc sĩ Tâm Đức. Thank you.
Dạ, con được xin đăng cung thỉnh thầy viện trưởng trung ban tổ chức của đại lễ năm nay sẽ trao hoa cho những kinh ca bảo kiến để chứng minh cho sự có mặt của chị trong buổi tối đến nhiều chương trình. Dạ, con xin được ơn thầy. Một lần nữa dành cho chị bảo kiến một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ, em xin cảm ơn chị ạ. Kính thưa tất cả quý vị.